Sinh nghèo không phải tại ta, chết trong nghèo khổ đúng là do ta. Sinh nghèo không trách mẹ cha, sống nghèo ta phải trách ta vạn lần. Từ nay cố gắng vươn lên, tiền tài sự nghiệp một đời vang danh, thất bại của cũng qua nhanh, cầu thiên man phức, an lành ấm no, lộc trời của quý nhân cho, chín phần vượng phát đi theo suốt đời tiết lộ dự ngôn mới nhất về tử vi trọn đời tuổi giáp tý sinh năm 1984 được thần tài họ mệnh quý nhân chiếu cố vận số giàu sang tiền vàng chặt kiết Minh Đường Tử Vi, hoan hỷ chào quý anh chị tuổi giáp tý và các bạn đang theo dõi chuyên mục Tử Vi trọn đời của 12 con giáp. Mến chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn, và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Kính thưa quý anh chị, ý chí quyết tâm và kiên cường bền bỉ, chính là bí quyết để giúp những người thành công, luôn có thể vượt qua được mọi trông gai, khó khăn, vất vả trong cuộc đời. Nhờ vậy, cho dù vận số nghèo khó từ khi sinh ra, thì cũng chẳng thể cấn bước họ bứt phá, vượt lên trên số phận, trở thành những con người thành công, giàu có và tài phú hơn người. Xem tử vi chọn đời tuổi giáp tý, sinh năm 1984, ốc thượng chi thử cuộc đời có không ít sóng gió nhưng chỉ là một giai đoạn ngắn nhờ tính cách vượt trội hơn hẳn so với những các con giáp khác họ cần cù có khả năng thích nghi cao có óc sáng tạo nhanh nhạy lạc quan phơi phới nên dù có khó khăn trở ngại đến đâu thì họ cũng vượt qua một cách dễ dàng từ vi học có nói những sóng gió trở ngại cũng chỉ là để thử thách tấm lòng của con giáp này mà thôi nếu như vượt qua được thì chính là lúc để tuổi giáp tý chuyển mình đổi vận bất ngờ giàu nhanh chóng mặt từ giai đoạn trung vận trở đi, con giáp này liên tiếp được thần tài ban lộc, số có quý nhân giúp đỡ, may mắn cứ ùn ùn kéo tới, làm gì cũng được hanh thông, thuận lợi, sự nghiệp tài lộc bùng nổ, vạn sự như mơ, tình tiền như ý, càng về già thì giàu có, sung túc, đủ đầy. Vậy cụ thể ra làm sao, ban biên tập chương trình kênh Minh Đường Tử Vi, xin mời quý anh chị và các bạn cùng luận bàn về tử vi chọn đời của người tuổi giáp tý sinh năm 1984, để quý vị biết được vận mệnh của mình, sẽ ra sao khi về già. Năm nào được hưởng phúc lộc trời ban, công danh, sự nghiệp tài lộc, tình duyên, sức khỏe, và gia đạo sẽ như thế nào? Đặc biệt hơn ban biên tập chương trình, cũng sẽ luận giải chi tiết về tính cách của bản mệnh, theo can chi, ngũ hành và luật vận mệnh của quý anh chị, theo ngày tháng năm sinh, cũng như giờ sinh của bản mệnh. Giúp quý anh chị tuổi giáp tý có cái nhìn thấu đáo hơn về vận mệnh của đời mình. Xin mời quý anh chị cùng chú ý theo dõi ngay sau đây tiết lộ lời dự ngôn mới nhất về tử vi chọn đời tuổi giáp tý, sinh năm 1984, được thần tài hộ mệnh, hậu vận giàu sang, tiền vàng chạm nóc. Vâng, kính thưa quý vị, trong đời sống ai cũng đều phải trải qua những thăng trầm, những khó khăn, vất vả, vấp ngã và đôi lúc là những rủi ro đáng tiếc, tai ương giật mình, có thể thấy rằng tuổi giáp tý, sinh năm 1984, là người đã nếm trải qua nhiều đắng cay trong cuộc đời, vui có, buồn tuổi cũng không phải ít. Tổng quan tử vi tuổi giáp tý, sinh năm 1984. Giáp Tý, sinh năm 1984, thuộc mệnh Kim, Hải Trung Kim, có nghĩa là vàng trong biển, tương sinh với mệnh Thủy và mệnh Thổ, tương khắc với mệnh Mộc và mệnh Hỏa, khắc bình địa Mộc, con nhà Bạch Đế, Phú Quý, xương con chuột, tướng tinh con chó sói. Đặc điểm nhận biết của tuổi Giáp Tý, cầm tinh con chuột, đứng vị trí số 1 trong địa chi. Người tuổi Giáp Tý, được Thiên Thủ Quan Âm Bồ Tát hộ mệnh, Phật Bồ Tát Thế Chí ban phúc đức, Phật Di Lạc ban cho trí tuệ. Luận vận mệnh và tính cách người tuổi Giáp Tý trong tứ trụ. Giáp Tý, sinh năm 1984, thuộc mệnh Hải Trung Kim, nghĩa là kim loại trong biển lớn, Tý Thủy sinh mộc, do đó con giáp này cả đời vui vẻ và sung túc, nhờ phúc phần tổ tiên để lại, tài sản kế thừa cũng dồi dào. Giáp Tý, được ông quan đế độ mạng, tuổi thọ trung bình của người này từ 65 tới 89 tuổi. Tuy nhiên số tuổi thọ có thể tăng giảm dựa trên lương tâm của Giáp Tý, nếu sống tốt và sống thiện, tạo nhiều phúc đức thì gia tăng niên kỷ, và ngược lại. Vậy điều gì tác động tới vận mệnh của con giáp tuổi Giáp Tý trong cuộc đời? trước tiên xin mời quý vị cùng tìm hiểu về đặc trưng tính cách nổi bật của con giáp này giáp tý là người thông minh học rộng biết nhiều có óc sáng tạo giỏi giang những người này duy tâm trong suy nghĩ mạnh mẽ trong lời nói hành động và cực kỳ tình cảm người tuổi giáp tý tốt bụng hòa đồng dễ hòa hợp với mọi người làm việc chăm chỉ có tính tiết kiệm hào phóng trong việc giúp người đặc biệt là người họ yêu quý tuổi giáp tý thông minh lanh lợi suy nghĩ lạc quan giao thiệp rộng được nhiều người yêu mến con giáp này hành xử có tâm đức, ý chí kiên cường, có tham vọng về tài chính, gặt hái được nhiều thành tựu nhất định trong cuộc đời. Hơn thế, người tuổi giáp tý giỏi toan tính, phản ứng nhanh nhạy, biến hóa, đa tài, đa nghệ, biết tích lũy tiền bạc, suốt đời không lo thiếu thốn. Người này giỏi giao tiếp, cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm với bạn bè và đồng nghiệp, tính khéo léo giúp họ dễ dàng xử lý công việc mà hiếm khi đắc tội với người khác. Khi gặp khó khăn, chắc trở trong công việc thì giáp tý cũng luôn nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người. Tuy nhiên, tuổi Giáp Tý có nhược điểm là biết được mình thông minh nên khá ngạo mạn, coi mình là nhất, đôi khi tỏ thái độ khinh thường người khác. Thêm nhược điểm nữa là tuổi này cần phải khắc phục chính đó là thiếu sự dũng cảm, năng lực quản lý và lãnh đạo kém. Bên cạnh đó, tính cách cố chấp cũng gây ra không ít những rắc rối cho họ, cuộc đời mệnh chủ sẽ yên ả à ít sóng gió hơn nếu như họ biết sống chan hòa và tôn trọng mọi người. Luận vận mệnh và tính cách tuổi Giáp Tý theo thiên can và địa chi. Giáp Tý có thiên can là giáp, địa chi là Tý, nên được gọi với cái tên là ốc thượng chi thử, có nghĩa là chuột trên nóc nhà, vốn là hình tượng tượng trưng cho con chuột của sự thành đạt và no đủ, sông sáo và hung hãn, hung hăng, không an phận thủ thường, mà mang trong mình trí khí cao xa, mong muốn thành công mãnh liệt. Thiếu thời thuận lợi nhưng hay gặp tai ương, do bản thân quyết sách mà đi vòng vèo, không phát huy được hết khả năng. Trung vật khởi sắc, tích lũy được hay không lại do việc bản thân quản lý tài chính như thế nào, hậu vận đại phát, an ổn và thăng hoa, giáp tý với nạp âm hành kim do can giáp mộc ghép với chi tý thủy sinh nhập mộc bằng chi sinh can nạp âm sinh chi thuộc lứa tuổi đời gặp nhiều may mắn ít bị trở ngại và nghịch cảnh ở tiền vận và trung vận dù trong năm xung tháng hạn có gặp khó khăn và trở ngại cũng dễ gặp quý nhân giúp đỡ để vượt qua dễ dàng giáp tý đứng đầu hàng can giáp tính tình cứng cỏi nhiều tự hào kinh tế ngạo mạn lại đứng đầu hàng chi tý thủy người hoạt bát lanh lợi đang mưu túc trí Cầm tinh con chuột, tuổi giáp tý thông minh hơn người, trong bất cứ lĩnh vực nào từ thời trẻ cũng vượt trội hơn bạn bè, hội đồng trang lứa. Tuổi giáp tý phần đông có trực giác nhạy bén, lanh lợi, nhiều viễn kiến, rất lạc quan, dù phải sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt cũng không bao giờ nhụt chí. Cuộc sống của giáp tý mạng ngay từ nhỏ đã gặp nhiều khó khăn, và thiếu thốn, bởi vậy khi lớn lên, họ ý thức được những ước mơ hoài bão, và những dự định trong cuộc đời mình. Vì phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách nhưng những người này chưa bao giờ chán nản, bỏ cuộc, họ xem gia đình là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh giúp họ vươn tới thành công. Luận vận mệnh và tính cách của Giáp Tý theo ngũ hành. Giáp Tý, sinh năm 1984 là mệnh Kim, hay còn được gọi với cái tên là Hải Trung Kim, phân tích theo ý nghĩa Hán Việt như sau, Hải là biển cả, Trung là nằm trong, trong lòng Kim có nghĩa là kim loại nói chung hoặc vàng bạc vì vậy khi ghép ba chữ này lại hay trong phim được hiểu đơn giản là vàng bạc hoặc kim loại tiềm ẩn trong biển cả chìm lắng dưới lòng đại dương nói ngắn gọn hải trung kim là vàng dưới biển giáp tý hải trung kim được coi là mệnh kim hiền nhất bởi họ luôn điềm tĩnh an nhiên trước cuộc sống làm mọi việc một cách cẩn thận hải trung kim là người sống có nghĩa khí luôn giữ chữ tín lên hàng đầu khi hứa một điều gì đó thì họ luôn cố gắng thực hiện bằng được rất hiếm khi họ bỏ qua lời hứa đó hơn nữa mệnh hải trung kim có tính cách công bằng sòng phẳng luôn chia đều mọi thứ trong kinh doanh tiền nong hay bất cứ việc gì bởi họ không muốn bản thân chiếm đi lợi ích của một ai đó và cũng không muốn ai bị thiệt thòi họ là những người có đạo đức và lòng tự trọng cao không thích đi đường tắt hay dùng thủ đoạn để đạt được mục đích quan điểm thành công của họ là phải thực sự tự lực chăm chỉ của bản thân để đi lên dù có nhiều trông gai nhờ vậy mà về sau họ đạt được nhiều thành tựu nổi bật nam tuổi giáp tý cũng phải trải qua nhiều sóng gió, vất vả, từ 40 tuổi trở đi những người này mới xây dựng được sự nghiệp vững chắc và ổn định, vì trong cuộc đời gặp nhiều trắc trở. Nhưng giáp tý không bao giờ rơi vào cảnh thiếu thốn và khổ cực, tinh thần của họ lúc nào cũng trẻ trung, là quan phơi phới và có niềm tin vào tương lai tươi sáng phía trước. Nữ tuổi Giáp Tý là người tài giỏi và có năng lực, trong suốt cuộc đời họ gặt hái được rất nhiều thành công, may mắn và tài lộc. Cuộc sống và con đường sự nghiệp của nữ tuổi Giáp Tý trải qua nhiều thăng trầm, vất vả, nhưng thành công luôn chờ đợi họ ở cuối con đường đó. Trong chuyện tình cảm, đây là những người phụ nữ rất may mắn, hôn nhân vừa hạnh phúc lại vừa có tài lộc tiền tài, về già được hưởng phúc từ con cái tiếp theo chúng ta cùng luận bàn chi tiết về tử vi chọn đời trên các phương diện, công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe của anh chị tuổi giáp tý, sinh năm 1984. Đầu tiên là về công danh, sự nghiệp. Theo tử vi chọn đời dự báo sự nghiệp của người tuổi giáp tý được sáng sủa, đạt được nhiều thành tựu nổi bật, không giàu cũng ở mức khá, là con giáp đầu tiên trong số 12 con giáp, đại diện cho quyền lực và trí thông minh, nhanh nhẹn. Những người tuổi giáp tý dù trong hoàn cảnh nào, họ cũng có thể thích nghi một cách nhanh chóng, càng khó khăn, thì họ càng tỏa sáng, đa số những người này thường rất thành công trong cuộc sống. Dù đi lên từ hai bàn tay trắng, nhưng họ có thể trở thành người quyền lực và giàu có, khoảng thời gian hoàng kim nhất nằm ở trung vận, từ 40 tuổi trở đi, vận khí của tuổi giáp tý hanh thông, thuận lợi, bất tận làm gì, cũng sẽ thành công, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, hậu vận vạn sự thành đạt, hưởng vinh hoa phú quý. Trong công việc, người tuổi Giáp Tý, độc lập, ham học hỏi, tính tình hòa nhã, thân thiện, trung thực, đáng tin trong công việc, họ tỏ rõ mình là người có trí tuệ, có tài năng, sức sáng tạo cao, có tầm nhìn xa trông rộng, khả năng quan sát tốt. Người tuổi Giáp Tý phù hợp với những công việc có không gian tự do, phát triển hơn là làm việc gò bó như công chức nhà nước. Tuy nhiên, khả năng phối hợp làm việc nhóm quan sát thấy có nhiều hạn chế, bản thân dễ mất đi hứng thú sáng tạo, nên học cách điều chỉnh, kiểm soát bản thân và hài hòa hơn khi làm việc với người khác tính cách linh hoạt, khả năng tùy cơ ứng biến, khiến người tuổi này gặp nguy không sợ, gặp khó không lùi, thêm vào đó trực giác nhạy bén và đầu óc kinh doanh, khiến họ rất thích hợp để tự mình khởi nghiệp. Bước đầu chắc chắn sẽ khó khăn, nhưng nếu kiên trì, tích lũy kinh nghiệm, chờ thời cơ thực hiện, thì mọi sự sẽ thuận buồm xuôi gió. Một đặc điểm tính cách khác của người tuổi giáp tý đó là kiên trì, sau khi xác định rõ mục tiêu, đặc biệt là mục tiêu kiếm tiền, thì họ sẽ cố gắng hết sức để thực hiện, quyết không từ nan, nhờ thế mà họ thường xuyên đạt được những mục tiêu đã đề ra, Giáp Tý ham làm những công việc tiên phong, đi đầu, nên các lĩnh vực mới, có tính sáng tạo và đột phá họ đều quan tâm, nhờ điều này nên xã hội không ngừng tiến bộ, khoa học kỹ thuật được cải tiến không ngừng. Tuổi Giáp Tý cũng có tướng tinh nắm quyền, sự nghiệp của người tuổi Giáp Tý là quan, một khi đã xác định được mục tiêu, người tuổi Giáp Tý sẽ nỗ lực hết mình, dùng mọi cách để đạt được nó, mà không hề than phiền mệt mỏi, đây chính là yếu tố quyết định làm nên thành công ở họ. Càng trưởng thành, đường sự nghiệp, công danh càng sáng tỏ, rộng mở, có nhiều triển vọng. Tuy nhiên, thành công thường đến chỉ trong phút chốc, chưa duy trì được lâu thì lại có khó khăn khác ập đến trong cuộc đời. Phải ngoài 40 tuổi, người tuổi giáp tý mới gặp được nhiều cơ hội tốt để phát triển bản thân, có khó khăn sẽ gặp được quý nhân phù trợ, và giúp đỡ, sự nghiệp của họ thăng hoa nhất là thời điểm, từ 40 tới 50 tuổi. Tóm lại những công việc liên quan đến nhà nước, chính trị xã hội bạn có thể bỏ qua. Còn lại những công việc, kinh doanh, buôn bán, ngoại giao, viết văn, mỹ thuật, nghệ thuật, tuổi giáp tý đều có thể tham gia với khả năng quan sát tốt, chăm chỉ, nhiệt tình, sáng tạo, mọi công việc bạn đều có thể hoàn thành được tốt nhất. Về phương diện tài lộc. Người tuổi giáp tý thường may mắn, nên đối với tiền bạc mà nói, những người tuổi giáp tý thường nhanh có tài sản tích lũy hơn. Linh hoạt, nhạy bén với việc kiếm tiền, cộng thêm với tâm lý, lo cho mình trước, thì phần nhiều họ là những người không giàu có cũng khá giả. Sự nghiệp gặt hái được nhiều thành công, tài lộc nhờ vậy cũng vượng phát, cuộc đời về sau được may mắn, sung túc, không phải lo lắng, ưu phiền về mặt tài lộc. Theo luận giải tử vi chọn đời cho thấy, người tuổi Giáp Tý được tài tinh chiếu, số có lộc cách nên buôn bán, kinh doanh rất có duyên, của cải thường tụ nhanh chóng, tài lộc hưng vượng, bản thân con giáp này được hưởng chọn lộc trời ban trong đời. Số tiền người tuổi Giáp Tý thời trẻ đã rất cần cù và nỗ lực cũng rất cẩn trọng khi làm việc với tiền bạc, khả năng quản lý tài chính tốt, có điều do dễ mềm lòng nên tuổi Giáp Tý hay bị người đời lừa gạt. Họ có phần tự tin thái quá, đôi lúc hành động sốc nổi, nghe theo lời dụ dỗ của người khác, vì vậy bản mệnh cần cẩn trọng hơn trong làm ăn và các vấn đề có liên quan tới tiền bạc. Sau khi kết hôn, thì có nhiều biến chuyển tốt đẹp trong cuộc đời. Vận mệnh của người tuổi giáp tý có thể làm ăn phát đạt, hanh thông, thuận lợi hay không, thì việc chọn tuổi để làm ăn là vô cùng quan trọng. Theo luận giải tử vi, muốn làm ăn cho vững vàng thuận lợi, suôn sẻ, người tuổi giáp tý cần lựa chọn những tuổi sau, giáp tý, bính dần, kỷ tỵ, canh ngọ và nhâm thân. Ngoài ra giáp tý nên tránh đi cùng với những tuổi như đinh mão, quý dậu, kỷ mão, tân dậu. Những tuổi này đại kỵ với tuổi giáp tý. Nếu hợp tác làm ăn khó mà có thể thành công hoặc có kết quả tốt được. Về phương diện tình cảm, gia đạo trong chuyện tình duyên người tuổi giáp tý thường rất trung thủy trong tình yêu nếu đã thích một ai đó người này sẽ chủ động theo đuổi tình cảm của họ dành cho đối phương cũng rất sâu nặng đã yêu ai thì họ yêu nghiêm túc tính đến chuyện trăm năm họ luôn tự tin vào tình cảm của hai người cố gắng hết sức để vun đắp cho tình yêu con giáp này có lòng tự tôn cao nên không cho phép mình thể hiện sự đau khổ buồn chán ra bên ngoài hoặc trước mặt người khác có tâm sự gì họ luôn giữ trong lòng rất ít khi thể hiện ra bên ngoài phần lớn người sinh năm giáp tý đều rất nhân từ rộng lượng họ khoan dung với những người họ thích khi xảy ra mâu thuẫn họ cũng luôn là người nhường nhịn và hy sinh không bao giờ tính toán thiệt hơn tính cách như vậy nên họ được rất nhiều người yêu mến cũng có ưu thế rõ ràng trong tình yêu về phần gia đạo của người tuổi giáp tý được êm ấm, có nhiều truyền thống tốt đẹp để lại cho con cháu. Tuy nhiên có đôi lúc gia đình xảy ra mâu thuẫn, căng thẳng, bản mệnh giáp tý cần phải biết cách dĩ hòa vi quý, hòa hợp giữ gìn những mối quan hệ thân thiết trong gia đình. Nam mạng tuổi giáp tý là người luôn yêu thương gia đình của mình, luôn là trụ cột và chỗ dựa vững chắc cho vợ con. Cuộc sống vợ chồng không thể tránh khỏi những mâu thuẫn, bất đồng, điều quan trọng là giáp tý cần phải biết nhường nhịn mới có thể duy trì mối quan hệ lâu dài và hòa thuận nữ mạng tuổi giáp tý là người hiền lành và hết lòng vì gia đình khi đã kết hôn họ sẽ trở thành người phụ nữ của gia đình tuổi giáp tý dành nhiều thời gian để chăm nom cho gia đình chồng con và tổ ấm của mình họ là mẫu người giỏi việc nước đảm việc nhà vừa bận rộn chăm chỉ với công việc của mình lại vừa có thể hoàn thành xuất sắc vai trò của một người mẹ một người vợ và một người con trong cách nuôi dạy con cái giáp tý tí có tính cách rèn rũa nuôi dạy con khá khoa học nhưng đôi lúc bạn lại quá áp đặt và yêu cầu cao khiến con cái cũng bị áp lực theo và nhiều lúc chống đối bạn có lẽ là lâu ngày bố mẹ nên ngồi lại tâm sự với con thân mật và ân cần để thấu hiểu con hơn. Hãy đưa ra những yêu cầu kèm theo phần thưởng để con bạn cảm thấy hứng thú, nghe lời hơn hoặc cả gia đình có thể cùng nhau đi chơi, du lịch ngắn ngày cũng là cách để mái ấm luôn gắn kết. Theo tử vi chọn đời lật đoán, nhìn chung tình cảm gia đạo của Giáp Tý, sinh năm 1984 có nhiều điều tốt đẹp gia đình có truyền thống mẫu mực, anh em hòa thuận, con cái được dạy dỗ, học tập từ nhỏ, sau này sẽ trở thành những người giỏi giang, về sau con giáp này có phúc hưởng lộc từ con cháu rất nhiều. Về mặt sức khỏe Tử vi chọn đời tuổi giáp tý cho thấy, người tuổi giáp tý bẩm sinh có khả năng thích nghi với môi trường rất tốt, họ luôn bừng bừng sức sống, sôi nổi, nhiệt tình như vầng thái dương chiếu sáng muôn nơi, người này bình thường ít khi bệnh tật, song đã bệnh thì rất nghiêm trọng, rất lâu mới khỏi. Vậy nên, con giáp này luôn cần chú ý bảo vệ sức khỏe bằng cách duy trì thói quen tập thể dục hàng ngày, vừa giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể, vừa giúp giảm bớt nguy cơ bệnh tật. Giáp Tý nên đặc biệt chú ý tránh để bị trúng gió, đau dây thần kinh hoặc xương khớp mỗi khi cơ thể phát ra tín hiệu bất thường gì, đừng nên coi thường mà hãy để tâm và đi khám chữa ngay cho hiệu quả. Diễn biến từng năm của tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984 từ 43 đến 44 tuổi, năm 43 tuổi gặp sao kế đô, hạn địa võng, trong nhiều năm có nhiều đau buồn, bệnh tật cần nhẫn nại, cầu trời Phật cho qua khỏi tai ương. Năm này có nhiều khó khăn xảy ra trong đời bạn, nên sáng suốt và bình tĩnh trước mọi biến động trong gia đình cũng như về mặt xã hội tình cảm. Những vấn đề này thường xảy ra ở khoảng giữa năm qua 44 tuổi thì vững vàng bù đắp lại những đau buồn đó. Sự nghiệp cũng tiến lên, tiền tài đầy đủ, gia đạo trở nên yên hòa, êm ấm. Từ 45 đến 47 tuổi, hai năm này, cuộc sống bắt đầu trỗi dậy và phát vượng mạnh mẽ nhất, nghề nghiệp và tiền bạc cũng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, gia đạo vui tươi, phần con cái có bệnh hoạn hay thay đổi nghề nghiệp việc làm, phần cá nhân có đau bệnh nhỏ vào năm 46 và 47 tuổi, lần đau nặng vào năm 47. Ngoài ra việc làm ăn, gia đạo vẫn tiến triển đều đặn. Từ 47 đến 50 tuổi, việc gia đạo có nhiều bê bối, cá nhân thường có bệnh tật trầm trọng, nếu vượt qua được thì có phần ảnh hưởng con cái phải chịu lấy, gia đạo thường có sự bất an hơn. Năm 48, Tạm Yên, 49 tuổi có nhiều thay đổi nhà cửa hay việc làm. Vào tuổi 47 con cái có thăng quan, tấn tước hay làm nên cơ nghiệp. Từ 51 đến 55 tuổi, khoảng thời gian này trung bình, tiền bạc gia vô đều đặn, tuổi giáp tí qua năm 51, 52 tuổi con cháu có tấn phát, tài lộc điều hòa, tuổi 53 và 54, phần con cái tấn phát mạnh hơn, phần cá nhân trong tình trạng bình thường, cuộc sống không có gì thay đổi quan trọng từ 56 đến 60 tuổi, số này có thể biến đổi về thân thế trong những năm 55 và 56 tuổi, hai năm rằng co với sự sống. Tuy nhiên nhờ ở phước đức gia tộc có thể kéo dài. Con cháu có phần phát đạt tột độ vào những năm từ 55 đến 60 tuổi. Lúc này tiền bạc ít hao hụt vào nhiều gia ít cẩn thận cho sức khỏe bản thân vào những năm này. Tiếp theo xin mời anh chị tuổi giáp tý, sinh năm 1984, cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu về vận mệnh cuộc đời mình, theo tháng sinh âm lịch và giờ sinh phát tài. Quý anh chị thân mến, một ngày có 24 tiếng, ứng với 12 canh giờ, theo âm lịch, những người tuổi giáp tý, sinh năm 1984, có thể tra cứu vận mệnh theo giờ sinh phát tài của mình như sau. Thứ nhất, sinh giờ tý, từ 23 giờ tới 1 giờ sáng hôm sau tuổi giáp tý sinh giờ này, cả đời hạnh phúc, thuận tiện, tính cách cương nghị, thao tác khôn khéo, linh động, suy luận ngặt nghèo, có quý nhân trợ giúp, do đó sự nghiệp thành công xuất sắc và có thành tựu. Thứ hai là, sinh giờ sửu, từ 1 giờ tới 3 giờ sáng. Đây là người học rộng hiểu nhiều, tính cách hoạt bát, năng nổ, nhiệt tình. Tuy vậy, nhưng lại ít bạn bè trong cuộc sống, đôi lúc gặp nhiều chuyện phiền lòng, trong hôn nhân lại khá hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn và hiếu thảo. Sinh giờ dần, tức từ 3 giờ sáng tới 5 giờ sáng. Công danh sự nghiệp của người tuổi Giáp Tý sinh vào giờ dần đều vẹn toàn, có nhà cao cửa rộng, gặp hung hóa cát, người này mưu trí đa tài, quan hệ rộng rãi, tuy nhiên giờ này hợp với nam mệnh không hợp với nữ mệnh. Sinh giờ Mão từ 5 giờ tới 7 giờ. Sinh giờ này là người có tính tình hiền lành, phúc hậu, biết nghe lời, biết lập ra kế hoạch rõ ràng, nhạy bén, có tài năng, đạt được thành công xuất sắc trong sự nghiệp. Sinh giờ Thìn từ 7 giờ tới 9 giờ sinh vào giờ này, là một người tốt bụng, hào phóng, biết yêu thương trợ giúp người khác, mà không cần nhận trả ơn, có năng lực trong việc làm ăn, kinh doanh, giàu sang trong tương lai. Sinh giờ tỵ từ 9 giờ tới 11 giờ. Đa số người tuổi giáp tý sinh giờ này, đều có phẩm chất đạo đức tốt, tính cách ôn hòa, nhưng ít suôn sẻ trong cuộc sống, cuộc sống trải qua nhiều sóng gió, số phải đi nhiều, công danh sự nghiệp ở mức thông thường. Sinh giờ ngọ, từ 11 giờ tới 13 giờ tiếp xúc khôn khéo, thành công xuất sắc, dễ kiêu ngạo, thất bại sẽ dễ nản lòng, cuộc sống người này nhiều thăng trầm, khó thành công xuất sắc trong sự nghiệp và không dễ được hưởng vẻ vang giàu sang. Sinh giờ Mùi từ 13 giờ tới 15 giờ. Cuộc đời người tuổi giáp tí sinh vào giờ Mùi trải qua không ít thăng trầm, xuất thân trong mái ấm gia đình không có nền tảng kinh tế tài chính tốt ít quý nhân phù trợ, đôi lúc được sự giúp đỡ từ anh chị em ruột trong nhà. Tuy nhiên, người này có ý chí kiên cường, nỗ lực hết mình vì việc làm nên sớm gặt hái được thành công xuất sắc. Sinh giờ Thân từ 15 giờ tới 17 giờ. Tuổi giáp tý sinh giờ Thân, có tính tình nóng nảy, giao tiếp khôn khéo, thành công dễ kiêu ngạo, thất bại sẽ nản lòng, cuộc sống người này nhiều thăng trầm, sẽ trải qua không ít biến cố gây hao tổn lớn về tiền tài, nhưng cơ bản vẫn vượt qua tất cả, vẫn giữ được thanh danh đến cuối đời. Sinh giờ Dậu từ 17 giờ tới 19 giờ. Đa phần người tuổi giáp tý sinh giờ Dậu đều có trái tim nhân hậu, phẩm chất đạo đức tốt được sinh ra trong mái ấm gia đình có nền tảng kinh tế tài chính không tốt nhưng được nhiều người trợ giúp nên đạt được thành công xuất sắc nhất định trong sự nghiệp cuộc đời người này khá bình yên và êm ấm, con đàn cháu đống và được hưởng phúc từ con cháu. Sinh giờ tuất từ 19 giờ tới 21 giờ. Sinh giờ này có cuộc sống khó khăn, nhiều trắc trở, ít gặp may mắn trong cuộc sống, sự nghiệp ở mức bình thường, không có gì nổi trội. Cần nhẫn nhịn và khiêm nhường để chờ thời cơ tốt thì vận thế mới thay đổi theo hướng tích cực công danh tài lộc như ý, nhưng đề phòng tai nạn bất ngờ sinh giờ hợi, từ 21 giờ tới 23 giờ. Người tuổi giáp tý sinh giờ này, thường là người có hy vọng và giữ chức vụ cao. Nên chú ý quan tâm hơn tới sức khỏe thể chất của bản thân, để phòng một số ít bệnh về đường tiêu hóa. Tiếp theo đây sẽ là, luận vận mệnh tuổi giáp tý sinh năm 1984, theo tháng sinh âm lịch. Sinh tháng 1 âm lịch. Là người thông minh, tài nhiều, nhưng tính cách lại quá bảo thủ và độc đoán. Trong cuộc sống gặp phải nhiều thăng trầm nhưng cuối cùng cũng thành công trong sự nghiệp. Sinh tháng 2 âm lịch là người dễ gần, tính cách thân thiện, giỏi ăn nói và thích nhất xã giao bạn bè, trong cuộc sống được quý nhân giúp đỡ nên khá thuận lợi và may mắn, tâm hồn lãng mạn, thích hợp theo đuổi nghệ thuật. Sinh tháng 3 âm lịch là người ít nói, không thích giao tiếp với người khác, cuộc sống gặp nhiều trắc trở từng bị phản bội, khi ra ngoài cần cẩn thận hơn. Sinh tháng 4 âm lịch Tính cách mềm yếu, dễ bị dụ, cần chú ý hơn tới các mối quan hệ xung quanh, không nên kết bạn bừa bãi, để phòng kẻ gian lợi dụng. Sinh tháng năm là người thông minh, tính cách mạnh mẽ, có danh tiếng và hy vọng khá cao, trong công việc trong đời sống đôi khi gặp phải những khó khăn vất vả, nhưng số giàu sang. Sinh tháng 6 âm lịch là người có tài, nhưng tham vọng lại quá lớn, trong công việc hay xảy ra xung đột cãi vã với đồng nghiệp, nên chú nghĩ tới sức khỏe của bản thân, để phòng các bệnh như đau đầu và stress. Sinh tháng 7 âm lịch là người có tài nhưng tính cách lại khá nóng nảy, vận số khá tốt trong công việc, không có điều phải lo lắng. Sinh tháng 8 âm lịch. Là người giỏi giao tiếp có năng lực trong công việc, tuy nhiên cần phải tu tâm dưỡng tính nhiều hơn, làm việc phải thận trọng và suy nghĩ kỹ càng. Sinh tháng 9 âm lịch. Là người hiền lành, thật thà nhưng lại khá thận trọng và không thích giao tiếp, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, vất vả, có nhiều chuyện buồn phiền. Sinh tháng 10 âm lịch là người học rộng biết nhiều, tư duy nhạy bén, nhưng không biết nắm bắt thời cơ, thành công khá muộn. Sinh tháng 11 âm lịch. Tính cách âm trầm, khó đoán, thích một cuộc sống tự do tự tại, vận số khá tốt đẹp và thuận lợi. Sinh tháng 12 âm lịch. Tính cách hao sảng hay quan tâm giúp đỡ người khác, nhưng người này cuộc sống khá bận rộn, không có nhiều thời gian cho gia đình. Vâng, quý anh chị tuổi giáp tý thân mến. Trên đây là luận giải về tử vi chọn đời về tuổi giáp tý sinh năm 1984. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các quý anh chị an tâm hơn phần nào cho những dự định sắp tới của mình. Chúc các quý anh chị tuổi giáp tý may mắn, phát tài thịnh vượng, bội thu về tài lộc. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.